Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thế Duy và hôm nay mình rất vui chia sẻ với các bạn cái chương trình livestream tối hôm nay. Và để cái chương trình được tiếp tục thì các bạn nhớ tương tác với mình, kết nối với mình qua cái trang Facebook Nguyễn Thế Duy. Và các bạn cũng nhớ tương tác với mình qua cái trang web B-Training. Và mình luôn cam kết là tối thứ hai hàng tuần, tối thứ hai hàng tuần mình sẽ chia sẻ đến bạn những cái chương trình rất là đặc biệt. Và mỗi tuần thì mình cũng cam kết mình chia sẻ với các bạn ít nhất là hai lần, mấy lần các bạn, ít nhất là hai lần. Và những cái lúc rảnh rỗi thì mình lại cũng chia sẻ tiếp. Tối hôm nay là mình chia sẻ về cái đoạn sản phẩm. Đúng ra là mình chia sẻ hồi nãy giờ mình chia sẻ nãy giờ sớm rồi. Tuy nhiên hồi nãy giờ không hiểu vì sao cái Facebook của mình livestream không có được. Nên là cho tới giờ này thì mình mới online live được, giờ này sắp sửa đến 10 giờ rồi mình mới online được. Hồi nãy giờ nó không thể livestream được, bây giờ nó mới livestream được. Nên là sorry các bạn rất là nhiều. Cái này là mình không hiểu là cái lý do gì mà bây giờ nó mới cho mình lên. Hồi nãy giờ mình muốn livestream mà nó không có lên được. Nên mình biết là các bạn đang chờ rất là nhiều. Tại sao tối hôm nay mình chia sẻ cái chương trình chọn chủ đề về sản phẩm này? Bởi vì khi mà ra kinh doanh á, cảm ơn bạn Tâm Hội, cảm ơn bạn Vũ Na, để bắt đầu vào cái chương trình này á, thì trước tiên là các bạn giới thiệu họ tên của mình đi. Trước tiên là các bạn giới thiệu họ tên của mình, các bạn ở đâu, và các bạn nhớ lấy tập viết rồi các bạn ghi xuống. Các bạn giới thiệu họ tên của mình và hiện tại là các bạn đang ở đâu, các bạn làm lĩnh vực gì. Và tiếp theo nữa là các bạn nhớ chia sẻ cái livestream này để cái lớp của chúng ta nó lên đông lên, nó lên vài trăm người đi, nó mơ vui. Bạn nào chưa chưa sẻ livestream thì các bạn bấm vào nút các bạn chia sẻ đi. Mỗi người chúng ta chia sẻ một cái để lớp, để cái chương trình này nó đông. Chúng ta phải thống nhất là chúng ta không có học một mình. Mà chúng ta đừng có biết một 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 mình, mỗi người biết một chút xíu thì nó sẽ vui hơn. Nên các bạn đảm bảo rồi, các bạn bấm vào cái nút chia sẻ ở trên Facebook đó và bấm vào nút chia sẻ đi. Mỗi người chúng ta bấm một chia sẻ một cái, mình thấy có mới có một bạn chia sẻ là bạn Hương gì đó chia sẻ. Đúng ra là 9 giờ rưỡi á, là mình đã online, mình chia sẻ cho các bạn rồi, nhưng mà không hiểu vì sao á mà nó không có chịu phát cái Facebook livestream, nó không chịu phát. Và hồi nãy giờ mình chờ đi chờ tới mé cho tới giờ này nó mới phát. Và hiện tại thì mỗi người đang xem livestream này, các bạn ghi dưới cái comment đi họ tên của bạn là gì, bạn tên lĩnh vực gì và hiện tại bạn đang ở cái khu vực nào, để gì ạ? Để cho mọi người của chúng ta cùng nhau làm quen, vừa học vừa xem online nhưng mà vừa làm quen khắp mọi miền đất nước này. Mình cũng muốn là thông qua cái livestream này để chúng ta cùng nhau làm quen khắp mọi miền đất nước này. Ví dụ là mình tên là Nguyễn Thế Duy và hiện tại mình sở hữu cái vườn ươm doanh nhân B-Training, và các bạn muốn làm quen với mình, các bạn muốn kết nối với mình thì các bạn bấm vào làm quen với cái trang Facebook này là Facebook Nguyễn Thái Duy, hoặc các bạn vào cái trang Facebook B-Training. Còn các bạn nào mà đang ở trên này á, thì các bạn phải nói rằng là các bạn họ tên của bạn là gì, hiện tại bạn đang làm gì và bạn đang ở cái khu vực nào. Ok chưa? Phải làm quen trước chứ chưa gì hết là lên quảng cáo là không có được. Và tiếp theo nữa là các bạn bấm chia sẻ cái đoạn livestream này về Facebook của các bạn để cho nhiều người xem. Hiện tại mới có 13 lượt chia sẻ hiện tại các bạn mới có 13 lượt chia sẻ bởi vì các bạn chia sẻ ra rồi bạn bè bạn biết, rồi nhiều người cùng chia sẻ ra rồi mọi người cùng biết. Em nghỉ làm công ty lần đầu nghe thầy chia sẻ luôn rồi thầy. Ok, cảm ơn bạn. Chúng ta cùng nhau chia sẻ cái đoạn livestream này ra, các bạn bấm vào nút chia sẻ, bạn chia sẻ ra và nhiều người cùng cùng biết, và thế là ai cũng vào đây và chúng ta cùng nhau làm quen, và chúng ta khắp mọi miền đất nước chúng ta làm quen nhau thông qua cái đoạn livestream này. Nên là mỗi người của chúng ta chia sẻ, chỉ cần bấm một nút chia sẻ thôi thì chúng ta cả trăm lượt chia sẻ và rất là đông người vào và cùng xem đoạn livestream này, và chúng ta cùng nhau quen biết với nhau 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 luôn. Như vậy thì chung chung chúng ta mới có lợi. Còn các bạn mà chỉ có xem không mà các bạn không chia sẻ thì tự nhiên nó không có lợi. Mới có 18 lượt chia sẻ, ở trên đây 72 lượt xem rồi mà mới có 18 lượt chia sẻ. Nên là các bạn nào chưa bấm chia sẻ thì các bạn bấm chia sẻ đi. Thứ hai là các bạn giới thiệu họ tên của mình. Cái thứ ba là các bạn giới thiệu bạn đang làm lĩnh vực gì. Và các bạn đang ở tỉnh thành nào,
để chúng ta có cơ hội chúng ta làm quen nhau thông qua cái đoạn live stream này. Tối hôm nay mình chia sẻ về cái chủ đề tìm sản phẩm để chúng ta ra làm kinh doanh. Khi bạn ra kinh doanh, ngoài cái việc bạn có kiến thức, bạn có kỹ năng, bạn có kinh nghiệm, bạn có mối quan hệ, bạn quen biết những người chung quanh, bạn quen biết những cái người mentor của mình là những người mà giúp cho chúng ta kinh doanh giỏi, thì điều đó bạn vẫn chưa kinh doanh được nếu bạn chưa chọn cho mình một sản phẩm, ít nhất là mấy sản phẩm, một sản phẩm. Nếu bạn chưa chọn cho mình được một sản phẩm hay dịch vụ nó đều là một, nó là mình luôn nói là đó là sản phẩm. À, chào bạn Tuyền, chào bạn Nguyễn Toàn Anh. Ok, sản phẩm hay dịch vụ bây giờ mình nói một. À, các bạn bấm nút chia sẻ đi. À, chừng nào mà đủ 100 bạn thì bắt đầu mình mới vào chương trình chính. Mới 21 lượt bạn chia sẻ. Bạn Nguyễn Xuân Trí chia sẻ rồi nè. À, anh Huy Lê chia sẻ rồi nè. Bạn Hoàng Tông chia sẻ rồi nè. Anh Huy Lê chia sẻ tới 2 lần luôn, rất là tuyệt vời. Alex Fukushin chia sẻ rồi nè. Bạn Hưng Tăng Sinh chia sẻ nè. Bạn Sĩ Nguyễn chia sẻ nè. Bạn Đỗ Vương Di chia sẻ nè. Bạn Nguyễn Vina chia sẻ nè, bạn Hà Tâm chia sẻ, bạn Đỗ Thúy chia sẻ, bạn Long Hội chia sẻ, bạn Hương Lê chia sẻ. À, còn rất là nhiều bạn chưa có bấm vào cái nút chia sẻ. Bạn nào mới vào thì bấm vào nút chia sẻ và giới thiệu lên đây. Thông qua Facebook này để chúng ta biết nhau luôn. Thứ nhất này, chúng ta cam kết này, là mỗi người vào đây thì phải giới thiệu họ tên của mình, giới thiệu mình đang ở cái khu vực nào, giới thiệu hiện tại mình đang làm lĩnh vực gì. À, để chúng ta cùng nhau quen biết qua cái đoạn livestream này luôn. Và cái thứ hai là các bạn phải bấm vào cái nút chia sẻ để chia sẻ đoạn livestream này về nhà bạn, để nhiều người cùng biết và chúng ta cùng nhau lên đây để chúng ta cùng nhau đông vui hơn. Ok, chào bạn Giáp, lâu quá không có thấy em đâu. Từ ngày em bước vô Nam này cái rồi em không biết là em làm cái gì rồi. À, bữa mình thấy em tham gia có một lớp rồi tự nhiên em đâu mất tiêu luôn rồi, nên là mình không thấy bạn đâu nữa hết. Bạn Giáp ơi, ok. Vậy thì tại sao tối hôm nay mình nói về một sản phẩm? Nếu mà bạn không chọn được sản phẩm thì bạn không thể ra khởi nghiệp được, dù bạn đang là người rất là giỏi. Nên là muốn ra kinh doanh thì trước tiên chúng ta phải chọn được sản phẩm cho mình. À, và nếu chúng ta chọn sản phẩm trật thì chúng ta cũng không khởi nghiệp được luôn, dẫn đến chúng ta mất rất là nhiều tiền. À, người ra khởi nghiệp mà chúng ta không biết cách chọn sản phẩm phù hợp để ra khởi nghiệp thì nó dẫn đến chúng ta mất rất là nhiều tiền. À, và có thể là bạn mất hết tài sản của bạn mà bạn lại vẫn không ra khởi nghiệp được. Đó là lý do vì sao mà cái chương trình buổi tối hôm nay nó rất là quan trọng đối với những người muốn ra làm kinh doanh. À, và các bạn nào chưa bấm vào nút chia sẻ thì các bạn bấm vào nút chia sẻ đi. Mình xem trên Facebook của mình thì hiện tại là 41 lượt chia sẻ rồi. Các bạn là những người rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Đã hơn 100 người rồi, rất là tuyệt vời. Bây giờ mình chia sẻ đây, các bạn có sẵn sàng chưa? Nhìn thấy thầy em lại có thể lục. À, bạn Nguyễn Hương rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời bạn Nguyễn Hương ơi. Phải có động lực em, phải có nhiệt huyết em. À, nếu không có nhiệt huyết thì chúng ta không thể ra làm kinh doanh được. À, chào bạn Lê Vũ Phi Dũng, rất là vui bạn xem cái đoạn live stream này. Vậy thì đừng có bị sai lầm ngay từ đầu khi chúng ta chọn sản phẩm. Có những bạn tới gặp mình cũng đi học kinh doanh rồi, cái về chọn sản phẩm là kinh doanh đa cấp. Ở đây mình không nói là đa cấp xấu hay dở gì hết, mình không nói. Nhưng mà sao đa cấp là vào trong đó chúng ta luyện bán hàng thôi, chứ không phải là vào đó chúng ta luyện làm chủ doanh nghiệp. À, các bạn vui chưa? À, nên là nếu các bạn nào mà cảm giác yếu bán hàng, các bạn yếu kết nối thì các bạn vào đa cấp được. Chứ đa cấp đâu phải là cái chỗ chúng ta làm chủ doanh nghiệp. Và có một số bạn đi học mình đã đời rồi, nói là này, nhắn tin hỏi mà là em chọn bảo hiểm, em chọn mình lên bảo hiểm với em làm chủ có được không? Không, bảo hiểm là một cái sản phẩm thôi, rồi bạn về vào đó bạn như cái bộ phận kinh doanh của công ty bảo hiểm đó thôi, chứ cái đó không có gọi là chọn sản phẩm ra khởi nghiệp. Ok chưa? Khởi nghiệp là chúng ta phải có một cái doanh nghiệp riêng của mình, họ tên, hoặc là chúng ta hùn vốn vào. À, và mọi thứ là do chúng ta điều hành, luật chơi là do chúng ta tạo ra. À, tại sao chúng ta phải chọn một cái sản phẩm nó phù hợp với người khởi nghiệp? À, mình kể các bạn cái câu chuyện này. À, nếu các bạn mà không chọn sản phẩm phù hợp với người khởi nghiệp
thì nó làm cho bạn gì à, nó làm cho bạn thất bại ngay từ đầu. Mà các bạn có sẵn sàng để nghe mình kể cái câu chuyện này chưa? Nếu các bạn sẵn sàng rồi thì các bạn ghi xuống là bạn đã sẵn sàng rồi. Cái cách mà xem livestream với mình á là các bạn phải vừa xem, các bạn phải vừa note, các bạn phải vừa gì vừa ghi lại, và các bạn phải vừa comment lên thì nó mơ vui. Và bây giờ các bạn comment lên đi, các bạn đã sẵn sàng chưa, các bạn ở khu vực nào thì bạn nói bạn ở khu vực đó. Chào bạn Thiện Vinh, chào bạn Hưng Tân Sinh. Bạn nào mà lần đầu tiên mà xem mình qua cái livestream này thì các bạn nhớ là bấm vào nút kết bạn với mình, hoặc nút follow mình, hoặc là nút kết bạn với mình qua cái trang Facebook Nguyễn Thái Duy này. Cách đây vài ngày mình gặp với một bạn mà chưa bao giờ ra khởi nghiệp hết, và bạn nói với mình là em muốn mở cái quán cà phê. Và mình hỏi liền, em muốn định vốn mở cà phê là nhiêu? Bạn nói là 200 triệu. Wow, mình nghe xong nó oh my god. Ok chưa? Một người chưa khởi nghiệp lần nào mà dám ra mở cái quán cà phê 200 triệu, mắc chắc các bạn, lỗ chắc luôn. Bởi vì sao ? Bỏ ra 200 triệu, bỏ ra một khoản tiền âm đó thì nó như thế nào ? Bạn chắc chắn là bạn mất tiền rồi. Bạn chắc chắn là cái rủi ro xảy ra rồi. Rồi chừng nào chúng ta mới lấy lại cái khoản tiền đó? Ok chưa? Nó rất là rủi ro. Những người ra khởi nghiệp như vậy là do họ chưa có được cái tư duy. Họ chưa có được cái tư duy, nó là làm như vậy nó vô cùng rủi ro. Các bạn chúng ta đây, các bạn chờ mình chút xíu ha, để mình vào mình lấy cái bảng ra, mình lấy cái bảng ra, mình ghi rất là rõ ràng cho các bạn để các bạn dễ hình dung. Các bạn cứ sẵn sàng mà các bạn chờ mình chút xíu, mình vô mình lấy cái bảng giấy ra nha. Ok, các bạn chờ mình chút xíu, mình vô mình bưng cái bảng giấy ra. Vâng, ok, các bạn thấy không ? Bây giờ có cái bảng giấy rồi. Thì để đảm bảo có cái bảng giấy này, mình sẽ nói với các bạn nó được rõ ràng hơn. Bạn nào mà lần đầu tiên xem đoạn livestream này thì các bạn nhớ bấm vào nút chia sẻ của mình đi. Bấm vào cái nút chia sẻ để chia sẻ đoạn livestream này. Thì mình quay lại cái câu chuyện của cái bạn nữ hồi cái bạn hồi nãy. Bạn ra bạn đòi mở quán cà phê tới 200 triệu và mình hỏi bạn một loạt những cái thông số luôn. Bạn trả lời không được. Mình mới hỏi là vậy thì mỗi ngày em có bao nhiêu khách hàng, em có tính ra được không? Em thấy là ở cái khu đó nó nhiều lắm. Tức là trả lời theo cái kiểu em thấy không ? Và mình mới nói là em có tính được bao nhiêu ly là nó hề vốn không? Và hầu như là những cái con số mình hỏi, hầu như là bạn không có trả lời được, mà bạn lại dám ra mở cái quán cà phê đến 200 triệu thì các bạn thấy nó rủi ro. Lần đầu tiên ra khởi nghiệp mà làm như vậy là nó rất là rủi ro. Bạn chọn cái lĩnh vực kinh doanh mà bỏ rất là nhiều vốn, rất là rủi ro. Đầy những người mà nói là đầy những người rất là giỏi giang, rất là thông minh, học hành rất là nhiều, đi làm công thì rất là giỏi, nhưng mà ra khởi nghiệp họ làm không có được, bởi vì họ không có chịu đi thứ tự theo từng bước như mình hướng dẫn, mà họ cứ muốn đi tắt đi nhanh không à. Mà trong khi về kinh nghiệm á thì không có. Em có 2 tỷ kinh doanh gì? Ok, bạn có 2 tỷ thì chắc chắn là bạn sẽ chuẩn bị mất tiền rồi. Bởi vì kinh doanh nó không cần nhiều tiền. Mình đã nói với các bạn rồi, kinh doanh không cần nhiều tiền, ra khởi nghiệp không cần nhiều tiền. Tất cả những người ra kinh doanh giỏi là những người họ đều đi từ những con số rất là nhỏ, họ mới ra kinh doanh được. Còn những người nào nghĩ rằng có tiền mới ra kinh doanh được, bởi vì bản năng của một người làm kinh doanh là họ mang cái sản phẩm giá trị cho xã hội và họ mang theo tiền nhiều. Những người nào mà ra kinh doanh mà họ có nhiều tiền thì họ lên một bản kế hoạch rất là chi tiết, đó họ chi tiền. Còn những người nào mà họ ra kinh doanh mà họ trong tay họ không có tiền thì họ lên một cái bản kế hoạch rất là chi tiết, đó họ gì? Họ đưa tiền về. Đó là những người mà rất là tuyệt vời. Và những người mà ra kinh doanh mà trong túi họ đang có tiền là họ không có tư duy, họ cứng đầu lắm, nói họ không có nghe. Bởi vì họ ỷ rằng họ có tiền.
Còn những người nào mà ra kinh doanh mà trong túi họ không có tiền á, thì những người đó họ rất là cầu thị. Bởi vì sao bởi vì họ như thế nào họ không có tiền nên là khi mà họ đi lấy hàng thì họ như thế nào họ làm sao họ đàm phán với người bên kia làm sao để cho họ nợ được, đàm phán làm sao để giá rẻ hơn. Còn như ông có tiền thì ổng không có giỏi đàm phán, ổng như thế nào ổng lấy tiền trong túi ra ổng mua thì cái gì ổng nghĩ ổng có tiền hết vậy thì bây giờ mình nói bạn để nó có đầu có đuôi một chút xíu, ok chưa? Vậy thì ra khởi nghiệp là chúng ta phải chọn những sản phẩm và cái cách đi nào mà nó như thế nào nó làm cho chúng ta không có tốn nhiều tiền và ít vốn mà chúng ta vẫn ra khởi nghiệp được. Đó là những người khôn ngoan. Còn những người nào mà chọn những sản phẩm nào mà phải có nhiều tiền mới ra khởi nghiệp được, đó là những người đó họ bị vướng. Họ bị vướng nặng trong cái tư duy rồi. Và bạn nào lần đầu tiên mà biết mình qua livestream này thì các bạn nhớ kết bạn với mình. Và mỗi sáng các bạn đọc xem những cái bài mình chia sẻ, mình chuyên chia sẻ về những đoạn làm kinh doanh. Mới có 80 lượt chia sẻ mà livestream của chúng ta đã 180 bạn rồi. Nên là vậy thì bây giờ mình làm rõ những cái khái niệm này. Các bạn có sẵn sàng để mình làm rõ chưa nè? Các bạn nào bấm, các bạn nào chưa bấm vào nút chia sẻ thì các bạn phải bấm vào những nút chia sẻ cho mình nha. Chúng ta cùng nhau xem. Và bây giờ mình sẽ bật nút. Rồi. Bây giờ các bạn thấy cái bảng giấy của mình chưa? Ok, vậy là các bạn thấy cái bảng giấy rồi đúng không? Vậy thì có những người á, họ nói ra khởi nghiệp bắt đầu từ một ý tưởng. Đúng không? Có người họ nói ra khởi nghiệp bắt đầu từ một ý tưởng. Với mình thì mình không có tập trung vào cái khái niệm này. Mình không có tập trung vào cái khái niệm là bắt đầu từ một ý tưởng này. Tại vì bắt đầu từ một ý tưởng nó lông bông lắm. Nó rất là lông bông. Nó lông bông lắm. Ý tưởng này nó lâu lắm. Nó chưa có hiện thực được. Đối với mình muốn ra khởi nghiệp là phải bắt đầu bằng một sản phẩm rất là cụ thể. Sản phẩm hoặc là dịch vụ các bạn. Sản phẩm hoặc dịch vụ. Chứ còn nếu mà từ một ý tưởng thì nó lông bông lắm. Nó rất là lông bông. Phải bắt đầu từ một sản phẩm. Phải sản phẩm cái gì đó rất là cụ thể. Ví dụ là bạn nói là bạn chọn bạn kinh doanh hoa lan. Thì nó rất là cụ thể rồi. Hoặc là bạn nói là bạn kinh doanh gạo thì nó rất là cụ thể rồi. Hoặc là bạn chọn là bạn kinh doanh thời trang, nó phải rất là cụ thể rồi. Chứ bạn nói là bắt đầu từ một ý tưởng lông bông lắm. Rất là lông bông. Ý tưởng là cái gì? Nó còn ở trên trời. Nó còn ở đâu đâu. Nó lông bông lắm. Nên là với mình thì ra khởi nghiệp phải bắt đầu từ một sản phẩm hoặc dịch vụ. Sản phẩm dịch vụ mình góp nó thành một cái dịch vụ gì đó, hoặc một cái sản phẩm gì đó. Hoặc là có người rằng là ra khởi nghiệp là phải bắt đầu thấy cho mình một cái thị trường, một cái nhu cầu ở ngoài thị trường. Có người nói như vậy thì cái khái niệm thì này nó cũng ok. Tức là bắt đầu mình phát hiện ở ngoài thị trường kia nó có một cái nhu cầu gì đó và mình sẽ đi kinh doanh cái sản phẩm đó, mình đáp ứng nhu cầu. Nhưng phần lớn người ra khởi nghiệp thì đã chưa ra làm kinh doanh lần nào mà thì hầu như không có kinh nghiệm để thấy cho mình một cái thị trường này, hầu như không có kinh nghiệm. Cái khái niệm này chỉ dành cho những người có kinh nghiệm, ok, những người có kinh nghiệm. Còn những người mới ra khởi nghiệp lần đầu hầu như là không có kinh nghiệm. Các bạn hiểu chưa? Nó là với mình thì rất đơn giản, ra khởi nghiệp thì hãy tìm cho mình một sản phẩm. Hãy tìm cho mình một sản phẩm, các bạn ghi vô đi. Ra khởi nghiệp hãy tìm cho mình một sản phẩm, một dịch vụ, ok chưa? Một sản phẩm rất là cụ thể, rất là chi tiết. Bạn nào thấy những cái gì mình chia sẻ vừa rồi là hữu ích thì các bạn comment xuống và các bạn nói cái này nó rất là hữu ích. Và các bạn đảm bảo các bạn giới thiệu họ tên của mình chưa? Các bạn kinh doanh lĩnh vực gì? Các bạn cho số điện thoại của mình lên trên này, lên trên toàn bộ Facebook này để mọi người khắp mọi miền đất nước, hơn 190 bạn đang xem đoạn livestream này. Chúng ta cùng nhau kết nối làm bạn với nhau qua đoạn livestream này và chúng ta cùng nhau đi quen khắp mọi miền đất nước. Ok chưa? Nên là các bạn nào xem đoạn livestream này, các bạn đảm bảo làm như vậy với mình. Ví dụ như là bạn Lộc Cầu Long thì bạn phải giới thiệu họ tên bạn là gì, bạn kinh doanh lĩnh vực gì, bạn làm ngành nghề gì và số điện thoại bạn là gì. Bạn nào chưa kinh doanh thì cũng nói kinh doanh luôn. Và cái thứ hai nữa là các bạn phải bấm nút chia sẻ
mới có 90 lượt chia sẻ. Bạn Lộc đã chia sẻ chưa? Bạn Nguyễn Thảo đã chia sẻ chưa? Bạn Long Nguyễn đã chia sẻ chưa? Bạn hãy bấm vào cái nút chia sẻ của cái đoạn Facebook này để cho nhiều người cùng biết các bạn chúng tôi là như thế nào. Họ thất bại nhiều lắm. Họ không biết, họ thất bại nhiều lắm các bạn thất bại rất là nhiều. Rồi bây giờ mình lại quay vào chủ đề tiếp. Vậy thì chúng ta tập trung tìm sản phẩm ở những lĩnh vực nào Ok, mình lại nói tiếp. Chúng ta tập trung tìm sản phẩm ở những lĩnh vực nào Ok, mình lại nói tiếp. Ok chưa? Mình bấm để cho nó thấy lên cái bảng. Ok, chúng ta tập trung tìm sản phẩm ở lĩnh vực nào vậy thì cái nhu cầu lớn nhất những người không ăn là họ tập trung vào tập trung về con người của chúng ta, mà cái quan trọng nhất là tập trung vào cái miệng ăn đó là cái miệng. Các bạn hình dung như chưa, những cái sản phẩm nó gì liên quan đến cái miệng ăn là cái miệng. Ok chưa? Người ta nói là ăn mà đúng không? Rồi cái thứ hai sản phẩm gì? Ăn rồi tới sản phẩm gì bạn? Mặc. Ok chưa? Mặc mặc là cái thân cái thân. Ok chưa? Tập trung vào gì những cái sản phẩm phổ biến. Các bạn phải tập trung vào những cái sản phẩm phổ biến. Thứ nhất là ăn, cái thứ hai là mặc. Ok chưa? Và cái thứ ba ăn mặc rồi làm gì nữa? Chơi những sản phẩm liên quan tới chơi. Tập trung vào những gì? Những cái phương tiện. Ok chưa? Phương tiện, những cái phương tiện phục vụ đi chơi, phục vụ con người và những cái công cụ ăn mặc chơi. Tức là tập trung vào cái thân này, cái miệng này, cái thân này. Ok chưa? Và toàn bộ những cái này mà chúng ta biết cách là chúng ta tập trung vào những cái gì mà cho nữ giới thì nó mạnh hơn nam giới. Nữ phái nữ ưu tiên cho phái nữ hơn là nam, tại vì người nữ cái khả năng họ tiêu xài mạnh hơn nam. Tập trung vào cái ăn, ví dụ ăn tập trung vào ăn. Ok chưa? Ví dụ như tập trung vừa rồi mình chia sẻ cái hữu đó thì các bạn ghi xuống. Hồi nãy giờ mình chia sẻ những gì các bạn ghi xuống, và các bạn nói là những chia sẻ này nó rất là hữu ích. Và các bạn nào mà chưa bấm vào chia sẻ thì các bạn bấm vào cái nút chia sẻ cho mình đi. Hiện tại thì mới có 98 lượt chia sẻ rất nhiều bạn đang xem livestream này các bạn chưa chia sẻ gì hết các bạn chưa? Cụ thể quá thầy ơi. Ok, rất là cảm ơn bạn. Thì các bạn chưa bấm nút chia sẻ gì hết. Mình sẽ kiểm tra thôi, xem những cái bạn nào đã chia sẻ rồi và những bạn nào chưa chia sẻ. Ok, bạn Long Nguyễn chia sẻ rồi, bạn La My chia sẻ rồi, bạn Đồng Yến chia sẻ rồi, bạn Trương Phương Thúy chia sẻ rồi, bạn Nguyễn Minh Phụng chia sẻ rồi, bạn Hình Thái chia sẻ rồi, bạn Mr. Hùng chia sẻ rồi, bạn An Châu Ngọc chia sẻ rồi, bấm nút chia sẻ rồi. Các bạn bấm vào cái Facebook các bạn trên Facebook nó có cái nút chia sẻ này. Mình cho các bạn xem nè, mình đang theo dõi trên máy đỏ, các bạn thấy nó có nút chia sẻ mà. Các bạn bấm cái vào cái nút chia sẻ này, bạn chia sẻ về trang nhà các bạn để đảm bảo nhiều người cùng biết, mỗi người chúng ta cùng nhau kết nối và chúng ta chia sẻ đi. Bạn nào chưa bấm nút chia sẻ thì bạn chia sẻ đi. Mỗi người một chút xíu, chúng ta cùng nhau có lợi. Mình cũng có lợi và các bạn cũng có lợi. Các bạn chia sẻ để đông người xem đoạn livestream này. Bạn nào lần đầu tiên xem đoạn livestream này thì các bạn cũng hãy xem cái đoạn livestream này. Bây giờ mình lại nói tiếp ăn. Cái gì mà nó phục vụ cho ăn, tại cái đó là nhu cầu thiết yếu của con người. Chúng ta không thể không ăn. Chúng ta không thể không ăn. Và mục tiêu của việc kinh doanh đó là chúng ta phải tạo ra nhiều khách hàng và nhiều lợi nhuận. Nếu các bạn mà chọn ăn, ví dụ như các bạn chọn kinh doanh gạo đi ha. Các bạn chọn kinh doanh gạo đi, các bạn ghi chữ gạo đi, các bạn chọn kinh doanh gạo đi. Thì ai ở Việt Nam chúng ta là có nhu cầu ăn gạo. Ở Việt Nam chúng ta là có nhu cầu ăn gạo thì ai cũng mong muốn phải có gạo hết. Và khi ra khởi nghiệp thì bạn chọn những sản phẩm đó bạn rất là dễ bán. Ví dụ như là thầy ơi lên ví dụ như là bạn chọn kinh doanh gạo và bạn bán cho cái gia đình nào đó gạo, và mỗi một tháng họ lấy của gia đình bạn là 100 kg, của cửa hàng bạn là 100 kg, các bạn thấy. Thì cả một năm
Các bạn thấy không, người đó họ lấy cả cả tấn gạo, à, cả tạ gạo, à, các bạn thấy không, à, một tháng 100 ký, nếu gia đình họ đông, còn nếu gia đình họ ít thì một tháng cũng vài chục ký. Và bạn tìm được khách hàng thứ hai, và bạn tìm khách hàng thứ ba, tức là những người đó họ mua đi mua lại, họ mua đi mua lại, họ mua đi mua lại rất là nhiều lần. Thì bạn chỉ cần có khoảng trong cuộc đời kinh doanh bạn có vài ngàn khách hàng mà mua đi mua lại nhiều lần là chắc chắn là bạn giàu, chắc chắn là bạn thế nào bạn cũng thành công, giàu có hơn những người khác nhiều. Hoặc là bạn bán phở đi, các bạn nhận ra điều này chưa? Bạn bán phở đi, các bạn thấy những cửa hàng họ bán phở mà ăn, nó phục vụ cho ăn. À, thì gần nơi mình ở, cái chỗ Thảo Điền này, thì có một cái cửa hàng họ bán phở, và họ bán mỗi buổi sáng thôi. À, họ bán mỗi buổi sáng thôi, trưa họ không bán, chiều họ bán, tối họ cũng không có bán, họ bán mỗi buổi sáng thôi, rất là đông khách. Và nội cái quán phở của họ, họ nuôi cả chục người trong gia đình họ, và ai cũng khá hết. Bởi vì sao? Nhưng mình nè, mình thấy trung bình một tháng mình ăn ít nhất cũng phải 4 tô phở của nơi họ. À, một tháng mình ăn 4 tô, thì mỗi một tô hiện tại là họ bán 35 ngàn. À, và các bạn thấy không ạ, là một tháng mình ăn 4 tô, 10 tháng mình ăn 40 tô, các bạn thấy, trung bình một năm mình cũng ăn với họ là khoảng 35 tô. Khoảng 50 tô, 5 lần 3, 15 là 1 triệu mấy, khoảng gần 2 triệu một mình. À, chưa nói là gia đình mình nữa, rồi chưa nói là rất là nhiều người Trung Hoa nó đó nữa. Các bạn hiểu chưa? Nghĩa là chúng ta chọn cái sản phẩm, chúng ta chọn cái sản phẩm nào nó phục vụ cho cái miệng, nó phục vụ cho ăn mặc, đó là những cái sản phẩm gì, những cái sản phẩm nó rất là cụ thể, nó rất là chơi tiết, thì chúng ta ra khởi nghiệp nó rất là dễ. Tức là sản phẩm đó cái nhu cầu nó có nhiều. Hoặc là các bạn chọn sản phẩm cho việc mặc, cho cái thân. Hồi nãy các bạn vừa xem đoạn livestream, các bạn vừa comment xuống cho nó vui. Các bạn không comment gì hết, các bạn không nói gì hết, ok, thì mà mình thấy nó không có vui, ok chưa? Các bạn nào lần đầu tiên mà xem đoạn livestream này, thì thứ nhất là các bạn nhớ là các bạn hãy làm quen với mình luôn. Đó, tại vì hàng tuần mình cam kết mình chia sẻ ít nhất là 2 lần đoạn livestream. Làm quen với mình trên Facebook luôn, kết bạn với mình trên Facebook luôn. Và nó như thế nào ạ? Và cái thứ hai là bạn giới thiệu họ tên của mình lên trên này. Cái thứ ba là bạn kinh doanh cái lĩnh vực gì thì các bạn hãy chia sẻ cái lĩnh vực đó lên trên này luôn, để khắp mọi miền đất nước của chúng ta cùng nhau làm quen, để chúng ta cùng nhau ra làm kinh doanh thì nó tốt hơn là chúng ta đi làm công nhiều. Các bạn nhận ra điều này chưa? Vậy thì cái bí quyết mà để chúng ta ra khởi nghiệp là chúng ta chọn sản phẩm, chọn những sản phẩm về lĩnh vực ăn. Vì sao vậy? Cái đoạn livestream này mình nói rất là nhiều cái kiến thức mà rất là hay, và các bạn em đăng ký mua quyển sách mỗi ngày một chút thôi, ok, rất là tuyệt vời. Trên tay mình đang có cái quyển sách mỗi ngày một chút thôi, và mình có cái quyển sách vượt biển lớn nữa. Mình có hai cái quyển sách vượt biển lớn là truyền cho bạn cái cảm hứng, niềm động lực để các bạn ra làm khởi nghiệp. Cái quyển mỗi ngày một chút xíu thôi là mình hướng dẫn cho bạn những cái bài học trong kinh doanh. Bạn nào quan tâm thì inbox vào Facebook của mình, ngày mai mình sẽ gửi lên đến nhà của các bạn khắp mọi miền đất nước này hai cái quyển sách đó: Vượt biển lớn, cách khởi nghiệp, cách đi lên của người khởi nghiệp từ 5 xu, và mỗi ngày một chút thôi, để giúp cho bạn từng bước ra làm kinh doanh. Có những bạn học trò của mình là bạn kinh doanh như gạo Phương Nam, công ty gạo Phương Nam là bạn Kiệm. Và hồi đó là bạn ra bạn mở bạn kinh doanh gạo, và cho tới nay thì cái việc kinh doanh gạo bạn nó rất là phát triển, và bạn đã biết cách hệ thống hóa nó rồi, để cho nó làm việc. Bạn ra bạn mở được cái công ty thứ hai nữa rồi. Hoặc là vạ gạo Vinh Hiển, ok, bạn lên mạng Google bạn search gạo Vinh Hiển là của bạn Vinh, bạn rất là tài năng và bạn đang kinh doanh rất là tốt. Hoặc là hồi kia có bạn Huỳnh Văn Ninh, thì lúc xưa bạn ra khởi nghiệp là bạn kinh doanh cái công ty gạo thơm Sài Gòn, và bạn mở lĩnh vực kinh doanh của bạn,
bằng cách là bạn kinh doanh những cái loại gạo cao cấp dành cho những người khá giả, dành cho những người khá giả họ mua cái loại gạo này. Và cảm ơn bạn Phượng Đoàn, em ở Bình Phước em muốn mua 2 quyển sách. Vâng, ngày mai sẽ gửi cho bạn Phượng nhé. Các bạn nào mới biết mình thì các bạn nên mua 2 quyển sách mình về đọc, tại vì 2 quyển sách mình hướng dẫn cho bạn rất là cụ thể, rất là chi tiết. Một quyển là gọi là Vượt Biển Lớn, quyển thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Và những bạn đó họ kinh doanh hiện tại nó rất là thành công. Và cái thứ hai là chúng ta tập trung vào mặt, tập trung vào cái thân, tập trung vào cái thân. Những cái chia sẻ vừa rồi các bạn thấy có hữu ích không? Các bạn comment vào, các bạn nói là hữu ích. Bạn nào mới vào thì các bạn chia sẻ cái đoạn livestream này, các bạn vào bấm vào cái nút chia sẻ. Các bạn bấm vào cái nút chia sẻ đi. Các bạn bấm vào cái nút chia sẻ đi. Để cho nhiều người biết cái đoạn livestream này nữa. Hồi nãy chúng ta lo hơn 200 bạn rồi. Chúng ta cùng nhau xem để cho nó vui và nó ý nghĩa hơn. Bạn thấy mình có hữu ích không? Bạn học được cái gì hay thì các bạn comment vào, các bạn thấy là nó rất là hay. Vâng. Và mình lại chia sẻ tiếp này, chúng ta tập trung vào cái thân. Cái thân là quần áo nè, đúng không? Xà bông nè, dầu gội nè, dầu tắm nè, giày dép nè. Bây giờ mình hỏi bạn này, bây giờ ví dụ nè, một người nữ, ok chưa? Hàng năm á, dù bạn đi bán giày hay bạn không đi bán giày thì cái người nữ đó họ vẫn đi mua giày. Các bạn có nhận ra cái điều này không? Bạn dù bạn đi bán giày hay bạn không đi bán giày thì cái người nữ đó họ vẫn cứ đi mua giày. Vậy thì cái điều đó nó nói lên cái gì vậy? Nếu mà bạn ra bạn kinh doanh giày và làm sao bạn đi tìm người nữ đó? Người nữ hàng năm họ bỏ ra một cái ngân sách rất là lớn để họ mua giày dép. Người nữ họ khác người nam, người nam một năm họ mua chừng 2 đôi giày, nhưng mà nữ một năm họ sẽ mua tới 10 đôi giày giày lận. Và họ thấy chuyện bình thường, bởi vì bởi vì họ là nữ mà. Bởi vì họ là nữ mà, bạn hiểu chưa? Họ là nữ thì họ đi sắm sửa là cái chuyện bình thường thôi. Nên là hoặc là chúng ta quần áo, hoặc là dây chuyền, tất cả những gì nó liên quan đến mặt thì chúng ta rất là dễ, tại cái đó là cái nhu cầu thiết yếu. Chọn sản phẩm kinh doanh vào những cái nhu cầu thiết yếu thì người ta, chúng ta mới dễ làm kinh doanh được. Hoặc là sản phẩm liên quan đến chơi ăn chơi, ví dụ là uống nè, uống cũng là một sản phẩm chơi để người ta cuối tuần người ta nhậu nhẹt, người ta chơi. Hoặc là tại sao trà sữa nó đắt? Bởi vì người ta uống, người ta chơi. Cảm ơn bạn Hà Tâm, em mua 2 quyển sách ạ. Ok, cảm ơn bà Hà Tâm rất nhiều, ngày mai gửi cho em nhé. Tống Mỹ Lan, rất hữu ích, hay. Vâng, chúng ta kinh doanh những sản phẩm phục vụ cho chơi như là hoa cảnh, như là cây cảnh, ok. Như là cá cảnh, như là chó cảnh, ok. Có bạn kia bạn ra bạn kinh doanh thú cưng, hoặc là mình có cái đứa em trai của mình nó ra nó kinh doanh mấy con mèo các bạn, mấy con mèo, mèo kiển, mèo anh á, và nó bán nó cũng rất là nhiều tiền, tức là kinh doanh cho người ta chơi những cái gì đó người ta chơi thì chúng ta rất là dễ làm kinh doanh. Cảm ơn bạn Tâm Hội rất là nhiều, bạn mua một lúc 2 quyển luôn, quyển Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi, ok. Và các bạn nào vào sau thì các bạn nhớ chia sẻ cái đoạn livestream, bấm vào cái nút chia sẻ Facebook của bạn á, để chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho nhiều người đi. Mới có 123 bạn lượt chia sẻ, còn rất là nhiều bạn. Đúng rồi, bạn Thủy đang kinh doanh đàn thì đàn là chơi. Bạn nào mà mới đầu tiên xem đoạn livestream của mình thì các bạn nhớ kết bạn vào Facebook của mình nhé. Đúng rồi, bạn thì kinh doanh đàn là phục vụ cho cái nhu cầu chơi. Hoặc là cái thứ tư là chúng ta kinh doanh những cái phương tiện phục vụ con người, đó là chính là nhà là một cái phương tiện, cái chỗ để họ ở, ăn mặc ở. Các bạn ở là một cái phương tiện kinh doanh, nhà kinh doanh, giường kinh doanh, chiếu kinh doanh, giường kinh doanh, tủ, tức là cái phương tiện phục vụ con người. Kinh doanh xe, ok chưa? Kinh doanh xe, kinh doanh những cái gì, những cái phương tiện phục vụ, kinh doanh cái máy quạt, kinh doanh cái tivi, kinh doanh những cái gì đó phương tiện phục vụ con người. Bạn hồn vô nhau chưa? Chúng ta chọn những cái sản phẩm đó thì chúng ta rất là dễ làm kinh doanh. Những cái bạn mới ra kinh doanh, chúng ta cứ chọn sản phẩm độc lạ. Không, các bạn mà độc lạ mà nó không nằm trong cái chuỗi này ăn mặc chơi và phương tiện phục vụ con người á, thì nó cực kỳ nguy hiểm và rủi ro.
Bởi vì sao? Bởi vì không ai biết đến sản phẩm của bạn hết, nó lạ quá không ai biết hết. Bạn nào mới vào, mới lần đầu tiên biết mình, thì bạn nào mà chưa chia sẻ đoạn livestream này thì các bạn bấm vào cái nút chia sẻ đi. Các bạn bấm vào cái nút chia sẻ đi. Bạn Trà My với mới vừa chia sẻ này, bạn Jorita Si này chia sẻ này, các bạn rất là tuyệt vời. Bạn Nam Nguyễn Kỳ Nam, Phạm Nguyễn Kỳ Nam, bạn mới chia sẻ này, bạn Trà My mới chia sẻ này, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã bấm chia sẻ để có nhiều người biết về đoạn livestream này. Các bạn rất là tuyệt vời. Những cái gì á mà phục vụ con người, bạn hình dung ra điều này chưa? Bạn Phú mới vào xem, bạn Phú chia sẻ đi ạ. Ok, cảm ơn bạn Nam rất là nhiều. Mình thấy ở trên này bạn đã bấm vào nút chia sẻ rồi. Bạn hình dung ra điều này chưa? Tức là chúng ta phải kinh doanh những cái gì đó phục vụ cho phương tiện con người. Ví dụ là giường, chiếu, nhà, tủ, đồ đó. Nắm lên chi được không thầy? Nắm lên chi là một cái để phục vụ con người. Ok chưa? Những cái sản phẩm đó phục vụ con người thì chúng ta sẽ rất là dễ làm kinh doanh. Còn nếu mà các bạn mà kinh doanh cái sản phẩm độc lạ, các bạn khó làm kinh doanh lắm. Các bạn kinh doanh sản phẩm độc lạ, các bạn khó làm kinh doanh lắm rồi. Đó là cái thứ nhất, cái đó là cái lưu ý thứ nhất. Ok chưa? Cái lưu ý thứ hai, những cái lưu ý thứ hai là không được làm lớn, không được làm lớn, chọn sản phẩm. Và cái bước tiếp theo là chúng ta phải test thị trường, phải test thị trường. Test thị trường là gì? Chúng ta phải lấy một cái sản phẩm nhỏ nhỏ thôi, rồi chúng ta mới đi chào thị trường và chúng ta làm từ từ từng bước một. Các bạn nhớ chưa? Làm từ từ từng bước một. Chúng ta đừng có vội. Những cái ông ra khởi nghiệp mà lúc ok chưa? Các bạn có nhận ra điều này chưa? Chúng ta phải làm từ từ. Hôm nay em đã nhận được sách của thầy rồi ạ. Ô, cảm ơn bạn rất là nhiều. Em thấy thầy có rất nhiều sản phẩm, vậy làm sao chọn được sản phẩm phù hợp với mình thầy ơi? Bạn Phạm Nga hỏi một cái câu rất là vui. Ok chưa? Bạn Phạm Nga hỏi một câu rất là vui. Có những bạn thì tìm hoài không ra sản phẩm thì nói là em không biết chọn sản phẩm nào. Có những bạn thì nói là em thấy có rất nhiều sản phẩm thì em không biết chọn sản phẩm nào. Ok chưa? Cái câu hỏi ở đây mình muốn hỏi lại bạn Phạm Tràng rằng là thực sự hiện tại bạn đam mê sản phẩm nào nhất? Mà nói chính con người bạn á, chứ không phải là rất nhiều sản phẩm. Bạn phải trả lời được là trong những sản phẩm bạn thấy đó, bạn đam mê sản phẩm nào nhất? Bởi vì khi chúng ta dám yêu thì chúng ta mới dám liều. Chúng ta không yêu thì chúng ta sẽ không liều. Bạn hình dung chưa? Vậy thì trong những sản phẩm á, bạn đam mê sản phẩm nào nhất? Bạn yêu sản phẩm nào nhất? Rồi, cái tiếp theo nữa, vậy vì những gì vừa rồi mình chia sẻ các bạn thấy có hữu ích không ạ? Có hữu ích không không các bạn ơi? Nếu mà hữu ích thì các bạn comment xuống, các bạn thấy là những cái chia sẻ này nó rất là hữu ích. Các bạn nào mới vào thì các bạn giới thiệu họ tên tuổi của mình đi ạ. Bạn Nhân mới vào, bạn đã chia sẻ đoạn livestream chưa? Bạn Văn, bạn Lê Trung Văn mới vào, bạn chia sẻ chưa? Bạn Nhân mới vào, bạn chia sẻ chưa? Chia sẻ đoạn livestream này cho nhiều người chưa? Hãy bấm vào chia sẻ đi ạ. Khi chúng ta đủ yêu thì chúng ta mới đổ liều. Cái câu hỏi ở đây là bạn đã yêu sản phẩm nào của mình rồi? Còn nếu các bạn không yêu thì xem như bạn cũng không có làm được. Ok chưa? Tại sao chúng ta phải chọn những cái sản phẩm này? Bởi vì ra khởi nghiệp đảm bảo rằng những ngày đầu chúng ta ra khởi nghiệp mà chúng ta chưa có kinh nghiệm, tiền chúng ta còn ít, nên chúng ta phải chọn những sản phẩm nào mà dễ tìm kiếm khách hàng. Hãy chọn những sản phẩm nào dễ tìm kiếm khách hàng. Những cái sản phẩm độc lạ, khó tìm kiếm khách hàng, rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Rồi lỡ chúng ta thất bại thì sao? Mất uy tín với bạn bè, mất uy tín rất là nhiều nơi. Nên chúng ta phải chọn những sản phẩm nó có nhu cầu mọi người nhiều để chúng ta rất là dễ bán. Bạn nhận ra cái này chưa? Cái nhu cầu khách hàng nó rất là nhiều. Còn sản phẩm nó lạ quá, chúng ta rất là khó bán. Cái đó là dành cho giai đoạn 2. Sau khi bạn làm thành công đã, bạn có tiền đã, rồi bạn muốn phiêu lưu những cái sản phẩm độc lạ gì đó, thì cái đó là nó thuộc cái giai đoạn 2. Cái thứ nhất, cái thứ hai là ra sản phẩm giai đoạn đầu là chúng ta phải gì ạ? Em muốn ra kinh doanh quần áo cho em, nhưng thị trường này có quá nhiều người tham gia. Thị trường có quá nhiều người tham gia, điều đó là một tín hiệu tốt bạn Tuyết Phụng ơi. Nếu thị trường nào mà không có ai tham gia, điều đó nó cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì sao ạ? Một là không ai quan tâm hết.
hoặc là một là cái sản phẩm đó nó bị thất bại hết rồi, đủ yêu mới đủ liều chọn sản phẩm khách hàng gì, ok chưa? À, cái bạn nào đó mà nói rằng à, sản phẩm quá nhiều người bán, nghĩ là bạn sợ cạnh tranh, vậy thì một câu hỏi đặt ra với bạn rằng bạn kinh doanh sản phẩm gì, bạn chọn sản phẩm gì nó không cạnh tranh đây? Mà nếu sản phẩm nào nó không cạnh tranh, điều đó nó không có thị trường. Chúng ta cần phải có cái tư duy, phải mở ra một cái tư duy của người làm kinh doanh. À, sản phẩm bia rất là nhiều người bán, thì đó là cái giai là sản phẩm gì? Là sản phẩm rất nhiều người có nhu cầu. Phở rất là nhiều người bán, điều đó đồng nghĩa và rất là nhiều người thành công, điều đó là sản phẩm có nhu cầu. Quần áo rất nhiều người bán và cũng rất nhiều người giàu đó, điều đó sản phẩm đó có rất nhiều nhu cầu. Xe hơi rất nhiều hãng bán và rất nhiều người giàu có, điều đó sản phẩm đó có nhu cầu. Các bạn nhận ra điều này chưa? Còn nếu mà bạn kinh doanh ra một cái sản phẩm mà không có nhiều người bán, nghĩa là người ta ra, người ta làm kinh doanh, người ta chết hết rồi. À, nên là bước đầu tiên ra là chúng ta phải chọn sản phẩm, sau đó chúng ta test thị trường. Bí mật của việc kinh doanh, bí mật của việc kinh doanh là gì ạ? Là sau đó làm sao để chúng ta có khách hàng rất là nhiều và công ty chúng ta nó hoạt động một cách rất là tự động, và để chúng ta có được những cái nguồn thu nhập tốt. À, đó là lý do vì sao mà chúng ta phải tìm sản phẩm có nhu cầu nhiều. Bây giờ mình ví dụ, nếu bạn ra bạn kinh doanh gạo, ok chưa? Bạn kiếm được 1.000 khách hàng, thì sau đó họ cứ ăn đi ăn lại, thì tháng đó bạn không làm gì nhiều, thì bạn vẫn có một khối tiền. Bạn có nhận ra điều này chưa? Bạn bán phở cũng vậy. Nếu bạn mới ra mở quán phở thì bạn khó khăn, nhưng mà bạn tạo ra được rất nhiều khách hàng, và người ta quen với quán phở của bạn luôn, là sáng bạn mở mắt dậy là có khách ùa tới, sáng bạn mở vậy là có khách ùa tới. Còn nếu mà bạn chọn sản phẩm độc lạ quá, ok chưa, bạn chọn sản phẩm rất là độc lạ thì sao ạ? Bạn phải suốt ngày bạn đi tìm kiếm khách hàng, bạn cực không thể chịu nổ luôn, và suốt cuộc đời đi làm kinh doanh, đối với ai họ cũng thấy cái này nó lạ quá, thì bạn phải đi tìm khách hàng suốt cả rồi. Bạn có nhận ra điều này chưa? Nên là hồi nãy những cái gì cái mình chia sẻ là nó đúc kết từ những kinh nghiệm của mình. Những cái sản phẩm, đừng bao giờ chọn những cái sản phẩm mà bán chỉ có một lần. Các bạn lưu ý đi, đừng bao giờ chọn sản phẩm bán có một lần. Cái sản phẩm đó nó rất là cực khổ. Rồi công tình chúng ta tìm kiếm khách hàng mà chúng ta bán cho họ có một lần, rồi mãi mãi không bao giờ bán cho họ được. Cái sản phẩm đó nó cực khổ lắm. Khổ lắm. Ok, đừng bao giờ chúng ta chọn bán những cái sản phẩm nó như vậy hết á. Nó mệt lắm. À, bạn nhận ra điều này chưa? Bạn nào mới vào sau thì bạn đảm bảo bạn bấm vào cái live stream của mình và bạn chia sẻ cái đoạn live stream mình đến cho những cái bạn khác đi. Bấm đi và bạn phải ghi kỹ những cái bài học rất là kỹ qua cái đoạn live stream này. Bạn ghi chép lại. Đây là những cái mình chia sẻ rất là thật sự cho những bạn đang làm kênh của anh. Một lưu ý nè, đừng có chọn sản phẩm mà bán cho người tiêu dùng chỉ có một lần. Những gì hồi nãy giờ mình chia sẻ có hữu ích không thì các bạn comment xuống, các bạn thấy là hữu ích. Chứ các bạn chỉ có ngồi nghe không mà các bạn không làm gì, nó không có năng lượng. Các bạn phải truyền năng lượng cho mình. Và bạn nào mới vô sau thì các bạn phải bấm vào nút chia sẻ để các bạn gì, bạn chia sẻ cái đoạn live stream này đến cho nhiều người nữa. Trên cái máy mình hồi nãy giờ mình xem thì mình thấy mới có 145 bạn chia sẻ à. Mà hồi nãy giờ là chúng ta rất là đông người xem rồi. Bây giờ mình lại nói tiếp này. Bạn nào mới lần đầu tiên quen biết mình thì các bạn bấm vào cái nút kết bạn với mình nhé. Bạn nhớ bấm vào nút kết bạn với mình. Và bạn nào lần đầu tiên mà biết mình và các bạn chưa đọc hai cái quyển sách của mình. Mình có quyển sách thứ nhất là quyển sách Vượt Biển Lớn. Quyển sách thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Thì các bạn cũng comment mua quyển sách của mình và mình sẽ gửi đến bạn đến khắp mọi miền đất nước về hai cái quyển sách này. Đây là hai quyển sách rất là nổi tiếng trong thời gian vừa qua. Và ít nhất một lần trong đời bạn phải đọc hai cái quyển sách này. Những bạn nào đã từng đọc hai quyển sách này thì các bạn comment lên này, các bạn thấy nó có hay không ạ? Và bây giờ mình lại nói tiếp.
Không nên chọn sản phẩm chỉ bán chỉ có một lần. Bây giờ mình ví dụ với các bạn này. Ví dụ mình thấy các bạn, một số bạn đi làm cái sản phẩm xin trắc dấu vân tay. Ồ chà, cái sản phẩm này bán có một lần trong đời à. À, các bạn thấy không? Chúng ta không thể khá giả và giàu có với những sản phẩm chỉ bán có một lần trong đời à. Các bạn biết, để chúng ta có được một người khách hàng á, các bạn phải mất nhiều công sức mà. À, bạn Lợi Xuân, bạn nói sách rất là hay. Em đọc cả hai quyển mình rồi phải không Xuân nhỉ? Ok chưa? Quyển Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Xíu thôi phải không bạn Xuân nhỉ? Nghe anh chia sẻ rất là tuyệt vời. Vâng. À, cảm ơn bạn Tiếp Phụng rất là nhiều. À, mà lại chia sẻ tiếp này. Đừng bao giờ bán sản phẩm chỉ mua có một lần. À, bạn Lộc, bạn mua sách của mình chưa? Bạn Lộc Cầu Long á, mình có hai quyển sách, bạn mua sách của mình đi à. Ví dụ như bạn nào mà bán cái sản phẩm mà xin trắc học dấu vân tay á, thì nó như thế nào? Bạn bán có một lần à? Trời ơi, người ta một lần người ta xin trắc xong, sau đó không bao giờ người ta xin trắc nữa. Mà các bạn biết, để chúng ta có một khách hàng thì chúng ta phải bỏ ra. Ok. À, bạn nào mà muốn mua sách của mình thì các bạn kết bạn với Facebook của mình, rồi các bạn inbox số điện thoại cho mình, mình sẽ gửi cho bạn khắp mọi miền đất nước nha. Mình lại tiếp tục lại nói tiếp này, là các bạn bán cái sản phẩm chỉ có một lần à. À, rồi mãi mãi người ta không bao giờ mua nữa. Trời ơi, các bạn biết cái sản phẩm đó làm là các bạn biết, trời ơi, mình không nói với bạn làm, bạn làm cái quyền đó là cái sản phẩm là bạn hao phí cuộc đời của bạn. Bởi vì để có được một người khách hàng, bạn nên nhớ, để mà ví dụ hồi kia mình đi bán nước mắm mắm đi, đâu phải là ra gặp ông nào ông cũng mua đâu, chúng ta phải gặp rất nhiều ông rồi mới có một ông mua. Vậy thì chúng ta gặp 10 ông mới có được một ông mua. Vậy thì 10 ông kia chúng ta có bỏ chi phí không? Bỏ chi phí hết rồi, bỏ chi phí mất hết sạch rồi. Bạn anh hiểu chưa? Nhưng mà mới có một ông mua, nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta phải bỏ chi phí hết 10 ông kia chúng ta mới lấy được một ông. Mà ông đó ông mua chúng ta có một lần à, rồi ông bao giờ ông mua nữa. Cái chi phí đó người ta gọi là bỏ ra chi phí để có được khách hàng. Mà cái chi phí đó để có được khách hàng đó thì nó như thế nào? Nó như thế nào? Mua có một lần à, nó quá mắc. Cái chi phí đó nó quá mắc. Còn các bạn bán nước mắm, các bạn bán gạo, các bạn bán quần áo, thì các bạn có được khách hàng đó và các bạn phục vụ họ tốt, các bạn chăm sóc họ tốt, họ mua đi mua lại, mua đi mua lại, mua đi mua lại. Và bí mật của cái việc kinh doanh là gì ạ? Là chúng ta tạo ra được một cái hệ thống khách hàng, rất là nhiều khách hàng, và họ mua đi mua lại sản phẩm của chúng ta. Và kinh doanh một thời gian sau là chúng ta rất là dễ thành công và giàu có. Nên mình lưu ý với các bạn. Cảm ơn bạn Trung Nghĩa Lâm, Vượt Biển Lớn đọc 2 tiếng, siêu hay. Mỗi ngày một chút thôi, ráng kiềm chế, đọc một ngày, vài bài thôi thầy, đọc chậm để thấm sâu hơn. Đúng rồi, bạn Trung Nghĩa Lâm, bạn nói rất là đúng. Quyển Vượt Biển Lớn là bạn đọc một lèo được, nhưng quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi thì cứ đọc rỉ rả thì nó tuyệt vời hơn. Ok. À, những cái chia sẻ rất là tuyệt vời. Bạn nào lần đầu tiên biết mình qua livestream này thì các bạn nhớ kết bạn với mình, bấm vào nút Facebook kết bạn, hoặc là bấm vào nút follow để bạn chọn ưu tiên, bởi vì một tuần mình chia sẻ bạn 2 lần lận. À, rồi một cái sai lầm tiếp theo nữa mà mình chia sẻ với các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ tiếp không ạ? Bạn nào sẵn sàng thì các bạn nói sẵn sàng được. Ok, mình sẽ chia sẻ đến hơn 11 giờ lận. Một cái sai lầm tiếp theo nữa các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ không ạ? Ok, các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ không ạ? Đúng rồi, bạn bán karaoke Bluetooth. Ok, rất là tuyệt vời những bài giảng. Rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Bạn bán những lĩnh vực đó rất là tuyệt vời. Bạn bán sản phẩm phục vụ cho chơi. Các bạn nào mà chưa bấm vào nút chia sẻ Facebook thì các bạn nhớ bấm vào nút chia sẻ Facebook đây nhé. Bạn nhớ và bấm vào nút chia sẻ Facebook của đây rồi. Một cái sai lầm tiếp theo nữa là ra kinh doanh á, bước đầu á, ok chưa, các bạn đừng có gì ạ, đừng có lo đi mướn văn phòng liền. Tự nhiên chi phí cho cái văn phòng, hoặc là các bạn mướn ngay cái shop liền, chi phí cho cái shop rất là tốn kém. Tức là chúng ta bỏ vào những cái chi phí cố định nhiều, tốn kém lắm, rất là nhiều tiền. Ăn thì không dám ăn, mặc thì không dám mặc, mà tiền thì đổ hết vào đó, rất là tốn kém. Bạn Lộc Cầu Long, bạn mua hai quyển sách của mình chưa?
Bạn Nguyễn Văn Vượng, bạn đã mua hai quyển sách của mình chưa? Bạn Thanh Thiện, bạn mua hai quyển sách của mình chưa? Hãy mua hai quyển sách của mình và đọc rất kỹ nó. Đó là những quyển sách gối đào giường. À, mới ra khởi nghiệp mà bạn dành tiền cho mướn văn phòng, rồi mở shop, rồi ra mở quán cà phê thì dành tiền, bao nhiêu tiền mở cái quán cà phê rất là rộng. Tốn kém kinh khủng, tiền thì thậm chí mượn và nợ nữa, và đổ tiền cho cái đó nó quá nhiều. À, các bạn vô, bạn đổ tiền qua cái đó cho cái đó nó quá nhiều. À, bạn là hiểu chưa? Nó rất là nguy hiểm. Các bạn biết, hoặc là tiền gì? Mới ra khởi nghiệp đã mướn nhân viên rồi. Tiền cho nhân viên nó tốn kém, mà rất là tốn kém vô cùng. À, nó là một lưu ý, ra khởi nghiệp chúng ta phải hạn chế tiền vào những cái chi phí cố định. Vì sao chi phí cố định? Bạn mà mướn cái văn phòng cái nó tốn gần một đống tiền, rồi hàng tháng bạn phải trả tiền cho nó, bạn phải trả tiền cho nó, tốn kém lắm. Chỉ trừ khi hãy tận dụng nhà ở của mình mà làm. Hãy tận dụng cái gì ạ? À, bạn Lộc mới mua quyển Vượt Biển Lớn, còn cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi nữa, bạn Lộc ơi, quyển Mỗi Ngày Một Chút Thứ Thôi cực hay luôn bạn Lộc ơi. À, các bạn tốn quá nhiều cho những cái chi phí cố định đó. Nếu bạn đang có nhà thì hãy tận dụng nhà của mình. Nếu bạn đang có phòng trọ thì hãy tận dụng cái phòng trọ của mình. Lúc ban đầu cũng hạn chế mướn nhân viên. Khi nào chúng ta có nhân viên đã, ok chưa? Khi nào có nhân viên đã thì chúng, khi nào doanh số tạo ra rất là ok thì chúng ta mới mướn nhân viên. Ngay từ đầu mướn nhân viên, cả tháng đó bạn không biết cách có khách hàng, bạn không biết cách làm cho nhân viên nó có hiệu quả, thì bạn vẫn phải trả tiền lương cho nhân viên. Và chắc chắn mới lúc đầu bạn không có biết cách. Nên là hãy tận dụng phòng trọ của mình, hãy tận dụng nhà thằng bạn của mình, hãy tận dụng cái những cái văn phòng á, mà có những cái người mà họ đã ra, họ đã mở văn phòng rồi đó. À, và họ đang còn dư á, chúng ta hãy tới tận dụng cái phòng của họ. Ok, tận dụng cái phòng của họ, nói họ là nhường cho mình một cái bàn ở trong đó. Ok chưa? Và mình tới đó, đừng có ra mướn cái văn phòng liền, rất là tốn kém. Và bạn hãy lên online, bạn hãy lập cho mình một cái trang Facebook, một cái website hoặc là một cái YouTube. À, cái website là cái quan trọng nhất. Cái website nó không có khó. Hãy tận dụng cho mình một cái website. À, các bạn biết là lập website nó rất là dễ. Chúng ta chỉ tốn một ít tiền đâu khoảng 1 hoặc 2 triệu. Các bạn nào làm qua mình thì các bạn tốn đâu khoảng 1 triệu hơn à. Rồi có người hướng dẫn cho bạn làm cái website và bạn viết bài lên đó. Ok, chờ, bước đầu mà các bạn viết bài lên trên đó thì đúng là nó chưa có khách hàng đâu, bạn cần phải viết bài bản, nhưng mà qua 3 đến 6 tháng thì lần lần nó sẽ có khách hàng. À, mình chia sẻ với các bạn nó như vậy nè. Hồi xưa mình cái năm 2009 á, và mình cũng cứ làm website. À, thay vì dành cái tiền thuê bốn văn phòng thì bạn hãy dành cái tiền đó để bạn làm cái website. Cái website nó tuyệt vời lắm. Hồi kia mình cũng làm cái website, mình hì hục mà làm. Lúc đầu mà làm 3 tháng đầu không có khách gì hết, mình nản. À, mình nản rồi mình bỏ đó. Nhưng mà rất là bất ngờ, từ tháng thứ 4 tự nhiên có một vài khách gọi. À, tháng thứ 5 có một vài khách gọi. Tháng thứ 6 càng ngày càng nhiều đó. Và nó rất là tuyệt vời. Sau này mình mới ngộ ra, khi bạn lập một cái website thì cũng giống như là gì, bạn trồng một cái cây vậy á, nó phải lớn lên từ từ, và nó tạo cho chúng ta thịnh vượng ra. À, càng ngày cái cây nó lớn lên và nó ra trái ngọt cho chúng ta hái. À, cái website nó rất là tuyệt vời các bạn ơi. Ngày hôm nay online nó rất là tuyệt vời, nên các bạn phải biết cách. À, các bạn phải biết cách để lập ra một cái website và viết bài lên đó. Nếu không biết thì chúng ta học những cái kỹ năng đó. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Chọn cái phương thức kinh doanh mà mở văn phòng, mở cửa hàng rồi có nhân viên cố định liền, nó rất là nguy hiểm. Hãy biến, thay vì cái chi phí mở văn phòng này, chi phí mở cửa hàng này, thuê mướn nhân viên, chi phí cố định khổng lồ đó, thì hãy biến cái đó để lên gì? Lên online. Ok chưa? Các bạn nào không biết online
Thì sắp tới mình ra một cái quyển sách về online, qua Tết là mình ra cái quyển sách giúp bạn đưa mọi thứ lên online. Mình giúp bạn đưa mọi thứ lên online, các bạn hãy đón đọc cái quyển sách đó của mình. À, và mình cũng sẽ có những đoạn livestream mình sẽ nói về online. À, nếu mà các bạn quan tâm với cái chủ đề này, các bạn comment xuống. Các bạn comment xuống là các bạn nói là các bạn quan tâm tới cái chủ đề online này. Và các bạn thấy hồi nãy giờ mình chia sẻ bạn học có được điều gì không? Thì các bạn comment xuống. Các bạn im lặng quá cũng làm cho mình buồn. Và các bạn như thế nào? Các bạn chia sẻ cái đoạn video này của mình đi, đến cho nhiều người đi. Rồi bạn nào mới vào thì các bạn chưa chia sẻ thì các bạn chia sẻ đi. À, vừa rồi thì mình mới ra cái quyển Vượt Biển Lớn, sau đó mình ra cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Qua Tết mình sẽ ra một cái quyển sách, trong đó nó có khoảng 100 những cái bài học để giúp đưa doanh nghiệp của bạn lên online, đưa mọi thứ của bạn lên online. Bạn hình dung ra điều này chưa? Cái quyển sách này nó rất là tuyệt vời, nó sẽ hữu ích đối với các bạn nhiều. Và bạn sẽ giữ gì ạ? Và bạn nào mà chưa chia sẻ đoạn livestream này thì các bạn hãy nhớ bấm vào nút chia sẻ đi. Mới có 162 lượt chia sẻ, 200 lượt chia sẻ thì nó mới tuyệt vời vời nữa, ok chưa? Và bạn hãy đưa online là bạn thầy thấy sung lên, ok, rất là tuyệt vời. Thứ gì dôm la ở đây bạn, ok, vậy là bạn đang bị vướng về kỹ thuật quá rồi, ok chưa? Vậy thì chúng ta phải đảm bảo có cho mình một cái Facebook, ok, chúng ta sẽ đảm bảo có cho mình một cái trang web, các bạn, chúng ta đảm bảo cho mình có được cái hệ thống email, ok chưa? Chấm. Các bạn nào ấy thì nhớ follow mình. Vậy thì ra khởi nghiệp chúng ta có cần nhiều tiền không? Mình nói là có tiền thì nó chỉ là điểm cộng thôi, chứ không phải là có tiền mới ra khởi nghiệp được. Nếu ra khởi nghiệp mà trong túi bạn đang có tiền cộng với bạn biết cách làm thì tiền nó chính là điểm cộng, tức là nó tạo cho chúng ta cái sự thuận lợi. Tuy nhiên nếu mà ra khởi nghiệp mà trong túi bạn không có tiền, không có đồng nào thì đôi khi như vậy nó lại là thuận lợi hơn. Vì sao thuận lợi hơn? Bạn phải lăn ra bạn làm rất là nhiều thứ, tại vì do không có tiền nè, nên là bạn phải tự lực bạn làm, bạn lăn ra bạn làm rất là nhiều thứ, đâm ra không có tiền nó làm cho bạn giỏi hơn. Vậy thì chúng ta chọn những cái sản phẩm nào? Các bạn nào bị vướng về sản phẩm, sau khi xong cái đoạn livestream này thì các bạn bị vướng cái gì, thì các bạn hãy comment xuống những cái câu hỏi ở dưới này để đoạn livestream hôm sau mình sẽ chia sẻ cho bạn rất là rõ. Bạn nắm ra được ý của mình không ạ? Mình sẽ chia sẻ bạn rất là rõ bạn vướng cái gì. Ví dụ là bạn không biết chọn sản phẩm thì cụ thể là bạn không biết chọn sản phẩm như thế nào, hoặc là bạn chọn sản phẩm mà bạn không biết là chọn. Ví dụ như mới ra khởi nghiệp chúng ta không thể chọn kinh doanh ngành thép được, bởi vì ngành thép nó đòi hỏi vốn rất là lớn. Điều đó mình không có nói là bạn không kinh doanh thép, nhưng mà nói như thế nào bạn tạm thời bỏ cái thép qua một bên và chọn sản phẩm nào để mình bắt đầu được. Bạn hiểu chưa? Chọn sản phẩm nào để mình bắt đầu được, ok chưa? Còn nếu mà bạn mà chọn sai sản phẩm là bạn thất bại luôn đó, bạn mất sạch tiền luôn đó, bạn có nhiều tiền bạn cũng không thử nghiệp thành công đâu đó, mình nói với các bạn rồi đó. Và nếu mà bạn mới ra cái nghiệp mà bạn đã thất bại rồi thì nó làm cho bạn sợ làm cho bạn không có dám ra kênh doanh đâu, và thế là bạn cứ nghĩ là kinh doanh nó khó lắm. Nhưng mà nó không phải, mà nói là kinh doanh là cái cách đi, nó không phải là có nhiều tiền, mà cũng không phải là thông minh, mà là cái cách đi. Mình đã nói rồi mà, nó là cái cách đi, cái chiến lược đi, cái chiến lược làm sao mà khung hóa là nó sẽ làm cho chúng ta khởi nghiệp thắng. Nên là sau khi xong á, bạn phải đảm bảo bạn xem lại cái đoạn livestream này, mình vẫn để trên cái Facebook, bạn đảm bảo bạn xem lại đoạn livestream này. Các bạn phải có khát khao khởi nghiệp thì các bạn mới làm được. Mình yêu cầu bạn xem lại livestream này và các bạn ngồi ghi ra, và cái gì chưa biết thì các bạn như thế nào các bạn hỏi lại mình lên đoạn livestream này và mình xem cái chủ đề bạn cần nó là gì. Hôm sau lúc học thầy xong ra khởi nghiệp đi còn lâu có sao, ok, YouTube cảm ơn thầy. Vâng, và khi xong rồi
các bạn vướng những cái gì thì các bạn lại hỏi tiếp mình xuống như này, rồi mình thấy ok, hôm sau mình tổng hợp lại mình như thế nào, mình lên mình lại chia sẻ livestream rồi mình lại trả lời cho các bạn tiếp. Các bạn có nhận ra điều này chưa? Nên là hãy rất là nghiêm túc theo dõi những đoạn livestream này thì các bạn sẽ ra khởi nghiệp đều, không có vấn đề gì khó đó. Sản phẩm là rất là quan trọng. Nếu chúng ta chọn trật sản phẩm, điều đó chúng ta không thể ra khởi nghiệp được. Hoặc là chúng ta ra khởi nghiệp mà nó làm cho chúng ta đi sai đi, chúng ta dễ bị té đi. Nên là chọn cái sản phẩm nó là một nghệ thuật, hoặc là chọn cái dịch vụ. Rồi có bạn đó là chọn sản phẩm, hai lần khởi nghiệp thất bại. Ok, hai lần khởi nghiệp thất bại, điều đó rất là tuyệt vời, nghĩa là bạn đã có kinh nghiệm thất bại rồi. Vậy thì bạn nên gì bạn đặng qua đời, bạn nên hãy học cái cách để thành công, đừng có thất bại nữa. Bạn nói rằng là bạn đã hai lần khởi nghiệp thất bại rồi, điều đó là bạn đã có kinh nghiệm thất bại quá nhiều rồi. Vậy thì lần thứ ba không cho thất bại nữa mà hãy thành công, bạn Đặng Quỳnh ha. Cảm ơn bạn rất là nhiều, cảm ơn bạn Đỗ Phú Bình rất là tuyệt vời. Hôm nay em dành thời gian để em xem đoạn live stream này, làm thế nào để tự tin khi bán sản phẩm của mình chọn. Ok, trước tiên là bạn phải tự tin vào chính mình. Thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng thì chúng ta không thể tự tin được. Nếu chúng ta ra lái xe mà chúng ta thiếu kỹ năng lái xe, chúng ta chưa có kinh nghiệm lái xe thì chúng ta không thể tự tin tin được. Vậy làm gì để chúng ta tự tin? Càng am hiểu về lĩnh vực sản phẩm, càng am hiểu về lĩnh vực của mình làm, càng giỏi về kỹ năng bán hàng, ok chưa? Thì chúng ta càng tự tin. Mà muốn giỏi thì bước đầu tiên là phải học, sau đó chúng ta ra thực hành. Thực hành rất là nhiều thì tự nhiên chúng ta tự tin thôi, chứ nó không có cái gì hết. Bạn nào xem đoạn livestream này lần đầu tiên thì các bạn hãy chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người đi, hãy bấm vào chia sẻ liền. Và bạn nào mới xem đoạn livestream này thì các bạn hãy mua cái quyển sách của mình về đọc mỗi ngày một chút thôi. Quyển thứ hai là quyển Vượt Biển Lớn, và quyển ba là cái quyển mà qua Tết mình ra là giúp đưa mọi thứ lên online. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã xem cái đoạn live stream này. Bây giờ là đúng 11 giờ rồi, tối mai nếu mà mình rảnh thì mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn tiếp. Tối mai nếu mà mình đi về sớm, còn không là tối mốt từ đây tới Tết mình rảnh mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhiều. Nên là các bạn nhớ lên theo dõi những đoạn livestream của mình nhé. Các bạn nào mua sách của mình thì hãy inbox số điện thoại cho mình thì mình sẽ mua sách. Bạn nào thắc mắc hay vướng một cái gì thì các bạn cứ comment lên đây hỏi mình thì mình sẽ trả lời. Thì từng bước các bạn sẽ ra kinh doanh được. Không cần thông minh, không cần có nhiều tiền, chỉ cần đam mê, chỉ cần chịu khó và đi theo cái hướng dẫn từng bước một. Lúc chưa biết là phải làm theo. Bạn không biết lái xe thì bạn phải làm theo cái người hướng dẫn bạn lái xe, thì từ từ bạn sẽ lái xe được. Còn nếu mà cứ tỏ vẻ mình thông minh, tỏ vẻ mình biết nhiều, chưa làm được mà đã làm rất là nhiều thứ, hoặc là ra khởi nghiệp chưa gì hết mà đó nói là em có rất là nhiều tiền, thì bạn chỉ là mất tiền thôi. Nên là bây giờ cũng đã 11 giờ rồi. Chúc các bạn buổi tối ngủ rất là ngon. Và ngày mai mình rảnh thì mình lại live stream cho các bạn tiếp. Trong tuần này mình sẽ live stream cho bạn rất là nhiều, bởi vì trong tuần này mình đã nghỉ dạy rồi, nghỉ Tết rồi, nên mình rảnh mình live stream cho bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn nhé. Nhớ chia sẻ đoạn live stream mình đến cho nhiều người biết nha. Bye bye.